việc sơn tháp khí ở trên cao đây. Không sử dụng đồ bảo hộ, khẩu trang không đảm bảo đây. Khẩu trang này là khẩu trang hoặc khẩu trang y tế bình thường, khi mà sơn xong thì sẽ không thể tránh được hơi sơn đó khi mình hít phải. Không có dây đai an toàn. Đứng trên mái nhà này sơn này. Sơn này phải sử dụng loại khẩu trang lọc độc.